Thay vì mất 8-9 triệu để thay màn hình thì hiện tại đã có giải pháp fix lỗi xanh màn trên iPhone 13 Pro Max nha. Thì hôm qua giờ mình nhận hơn mười mấy cây iPhone 13 Pro Max và đã fix lỗi thành công cho khách rồi nha mọi người. Thì phí thì bây giờ chỉ có khoảng 1 triệu thôi. Thì fix xong thì sẽ full chức năng, không lỗi gì hết nha. Máy sẽ không hao nguồn và không mất 120Hz nha mọi người nha. Và đảm bảo là không nóng máy, không hao nguồn luôn. Mình bảo hành cho anh chị là 3 tháng, lỗi thì cứ mang qua phía lại mà đo phần thì nó sẽ không lỗi lại đâu nha mọi người. Ok, rồi, ok. Không. Tốn tiền thì hả vậy? Thôi về. Phía lỗi trắng màng và xanh màng trên iPhone 13 Pro Max không bị mất 120Hz và không bị hao nguồn nha. Thì cái đây là cái con mình hôm qua mình làm rồi cho khách, mà nhiều bạn vào hầm bay bật mình quá, mình tháo ra cho mọi người coi nha. Thì giá mình làm 1 triệu thì nó có giá 1 triệu, còn nhiều chỗ là 1-200 thì nó sẽ có giá 1-200 nè mọi người nha. Ví dụ như các bạn đi từ quận 9 qua Hồ Chí Minh qua quận 1 thì có rất nhiều cách đi, mỗi người sẽ có một cách đi khác nhau nha. Nếu phải là các bạn xem một số clip trên người ta đăng thì các bạn có cộng dây đồng lại thay cái 1 triệu, mỗi người sẽ có cách làm khác nhau nha. Bạn nào và mỗi nơi thì sẽ có một cái cách bảo hành cho khách khác nhau và phương pháp làm khác nhau nha mọi người đấy. Nên là không có phải là ở đâu cũng làm như nhau, và cũng không phải là chỉ có một cách để mà fit lỗi sọc màng ở trên iPhone qua mắt. Và hiện tại có khoảng 3-4 cách để fit nha. Ok, giống như là mình cách bên mình fit thì khác nha, mình vẫn làm full cho anh em, nhưng mà mọi người nhìn của hình rất là đẹp nha. Đấy, giá 1 triệu thì nó có giá 1 triệu, còn 1-200 thì sẽ có giá 1-200.